Quân đội Trung Quốc vừa tiến hành một cuộc diễn trận thực binh tại phía đông tỉnh Vân Nam gần biên giới phía Bắc Việt Nam, giáp với các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, với chủ đề mô phỏng một cuộc đối đầu trực diện giữa quân đội nước này với quân đội nước láng giềng. Tham gia cuộc diễn tập này có hai lữ đoàn trực thuộc Tập đoàn Quân 75. Trước đây, hai lữ đoàn này đều từng tham gia cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam hồi tháng 2 năm 1979. Trong cuộc diễn tập, quân đội Trung Quốc đã sử dụng nhiều vũ khí như xe tăng hạng nhẹ, xe tăng chủ lực, xe bọc thép, máy bay không người lái. Trong đó, loại xe tăng hạng nhẹ có tên là Tai 15 là thiết bị quân sự trọng điểm của Trung Quốc, có hệ thống tin học mới nhất, cực mạnh và có khả năng cảm nhận môi trường. Tai 15 được ra đời năm 2012, nhưng tới năm 2018 mới mang ra tập trận lần đầu tiên. Trong khi đó, chỉ 2 ngày trước đây, một ngư lôi có chữ Trung Quốc được ngư dân phát hiện tại điểm cách bờ biển tỉnh Phú Yên khoảng 4 hải lý. Một số chuyên gia về vũ khí cho biết đây là loại ngư lôi của Trung Quốc có tính năng săn ngầm, phạm vi hoạt động vào khoảng 40 đến 50 km.